Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 ngày hôm nay. Hôm nay thầy sẽ giúp các bạn ôn thi hai phần trong kỳ thi học kỳ 1 sắp tới. Thi học kỳ 1 lần này chúng ta sẽ thi tập trung. Mình sẽ làm bài trực tiếp hoặc online trên Google Form. Cái này tùy thuộc vào mức độ dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Ngày làm bài từ ngày 10 tháng 1 năm 2022. Hiện nay vẫn chưa có lịch cụ thể. Nội dung ôn tập, chúng ta sẽ ôn tập kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 14. Cấu trúc đề, bài thi sẽ gồm có 2 phần. Phần 1 là phần đọc hiểu văn bản, 4 điểm. Phần 2 là phần tập làm văn, 6 điểm. Trước hết chúng ta sẽ ôn tập trước phần đọc hiểu văn bản văn bản lần này sẽ lấy bên ngoài sách giáo khoa nhưng chúng ta có thể ôn tập một số những nội dung cơ bản sau đây nếu hỏi về phương thức biểu đạt chính thì các em chỉ chọn một phương thức nổi bật nhất có trong đoạn trích văn bản của đề bài mà thôi các bạn không được phép ghi quá một phương thức còn nếu trong câu hỏi không yêu cầu trình bày phương thức chính mà chỉ hỏi về phương thức biểu đạt thì các bạn có thể ghi từ hai phương thức trở lên và chúng ta ghi nhớ rằng phương thức chính ghi trước phương thức phụ ghi sau nếu hỏi về nội dung chính thì các bạn sẽ bám vào câu hỏi văn bản này nói về cái gì các bạn nêu gắn gọn cái văn bản đang nói về cái đó được gọi là nội dung chính của văn bản nếu đề bài hỏi về thông điệp, tức là đang hỏi về bài học mà các bạn rút ra từ trong văn bản. Ở đây, thầy lưu ý các bạn chúng ta nên nêu từ hai bài học trở lên. Còn nếu hỏi về ý nghĩa của một chi tiết hoặc một hình ảnh trong văn bản mà nếu đề yêu cầu chúng ta viết 3 đến 4 câu thì phải viết đủ số câu và đảm bảo các câu phải có sự liên kết với nhau, tức là câu trước có sự liên kết với câu phải có đầy đủ mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Ở phần tiếng Việt, các bạn ôn cho thầy 10 bài bài thứ nhất từ ghép bài thứ hai từ lấy bài thứ ba đại từ bài thứ tư từ hãng việt bài thứ năm quan hệ từ bài thứ sáu từ đồng nghĩa bài thứ bảy từ trái nghĩa bài thứ tám từ đồng âm bài thứ chín thành ngữ bài thứ mười và điệp ngữ thường ở trong phần tiếng việt này người ta sẽ hỏi các bạn những cái gì đầu tiên người ta yêu cầu các bạn tìm yếu tố tiếng việt có thể yêu cầu các bạn tìm một yếu tố tiếng việt trong mười yếu tố tiếng việt bên trái À, người ta sẽ hỏi thêm về công dụng của yếu tố tiếng việt đó ví dụ như công dụng của điệp ngữ người ta có thể yêu cầu các bạn phân loại ví dụ như từ ghép loại gì ghép chính phụ hay ghép đẳng lập và người ta có thể yêu cầu chúng ta đặt câu với yếu tố tiếng việt vừa tìm được đó lưu ý nếu gặp yêu cầu này thì các bạn phải đặt câu đúng ngữ pháp có nghĩa là đầu câu viết hoa cuối câu có dấu kết thúc câu và câu văn có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, đàng hoàng. Và tuyệt đối chúng ta nên đặt một câu mới, chứ chúng ta không lấy lại cái câu mà có chứa yếu tố tiếng Việt ngay trong văn bản chúng ta bê xuống là không được các bạn ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ ôn kỹ nội dung của 10 yếu tố tiếng Việt. Đầu tiên là từ ghép. Các bạn lưu ý dùm thầy, từ ghép là từ gồm hai tiếng trở lên và lưu ý rằng các tiếng trong từ ghép đều có nghĩa ví dụ cha mẹ bàn ăn sách vở có hai loại từ ghép từ ghép đẳng lập ví dụ cha mẹ anh em mệt mỏi cách để nhận diện từ ghép đẳng lập là hai tiếng trong từ ghép đẳng lập nó thường là trái nghĩa hoặc gần nghĩa với nhau ví dụ các bạn thấy cha mẹ à, gần nghĩa nó có nét nghĩa chung đều ra là những bậc sinh thành nên chúng ta anh em, gần nghĩa, à, mệt mỏi, gần nghĩa. Loại từ ghép thứ hai là từ ghép chính phụ. Là từ ghép có một tiếng chính và một tiếng phụ. Ví dụ, con mèo, áo khóa, mưa phùn Con là chính, mèo là phụ, áo là chính, khóa là phụ, mưa là chính, phùn lạ là, là phụ. Thứ hai, từ lấy. Từ lấy gồm hai tiếng trở lên trong đó chỉ có nhiều nhất một tiếng có nghĩa mà thôi, đây là đặc điểm để giúp chúng ta phân biệt với từ ghép. Và hai âm thanh của hai tiếng đó nó sẽ có phần giống nhau. Ví dụ, đẹp đẻ, đẹp có nghĩa, đẻ không có nghĩa. Đẹp được gọi là tiếng gốc. Hay từ ba ba, từ ba ba thì cả hai tiếng ba đều vô nghĩa chúng ta cần lưu ý rằng ba trong ba ba không phải là ba trong ba mẹ hay là ba trong con số ba từ lấy có hai loại thứ nhất là từ lấy toàn bộ chúng ta lưu ý từ lấy toàn bộ có đến ba dạng hay các bạn ha dạng thứ nhất là âm thanh các tiếng nó giống hệt nhau đùng đùng gâu gâu luôn luôn loại thứ hai dạng thứ hai là âm thanh các tiếng nó chỉ khác nhau mỗi chỗ dấu thanh ví dụ như đo đỏ à, một âm một tiếng là thanh thanh ngang một tiếng là thanh hỏi trăng trắng một tiếng thanh ngang một tiếng là thanh sát loại dạng thứ ba đó là nó chỉ khác nhau phụ âm cuối các tiếng chỉ khác nhau phụ âm cuối và phụ âm cuối này nó rơi vào bốn cặp âm thầy có chiếu trên màn hình ví dụ các bạn thấy đẹp đẹp phụ âm đầu đờ giống nhau âm chính e giống nhau âm cuối m p MB có trong danh sách như vậy đẹp đẹp là từ lấy toàn bộ tương tự khiêm khít khang khá anh ách cũng từ lấy toàn bộ riêng từ anh ách các bạn thấy không từ anh ách cả hai tiếng đều khuyết phụ âm đầu à câu như là cùng khuyết phụ âm đầu như vậy âm phụ âm đầu nó giống nhau chúng ta tính như vậy ha các bạn ha loại thứ hai đó là từ lấy bộ phận từ lấy bộ phận thì các tiếng nó giống nhau ở phần phụ âm đầu hoặc phần vần. Ví dụ lúng túng, phần vần, vần ung giống nhau. Xì si sao, phụ âm đầu sờ giống nhau. Xót xa, phụ âm đầu sờ giống nhau. Yếu tố tiếng Việt thứ ba là đại từ. Chúng ta lưu ý đại từ là từ dùng để thay thế. Tiếng Việt có hai loại đại từ lớn là đại từ để trỏ và đại từ để hỏi. Một số đại từ để trỏ, tôi, tao, chúng mày, bấy bấy nhiêu, vậy, thế. Một số đại từ để hỏi, ai, gì, mấy, bao nhiêu, sao, thế nào. Yếu tố từ Hán Việt. Từ Hán Việt chủ yếu là từ ghép Hán Việt. Từ ghép Hán Việt là từ được tạo thành bởi hai yếu tố Hán Việt trở lên. Ví dụ như sơn lâm được ghép lại bởi hai yếu tố Hán Việt, yếu tố Sơn và yếu tố Lâm, Giang Sơn, xâm phạm cũng như vậy. Các bạn lưu ý, nếu một yếu tố Hán Việt kết hợp với một yếu tố tiếng Việt thì từ đó không được gọi là từ ghép Hán Việt. Ví dụ như hay có từ tàu hỏa chẳng hạn, thì tàu là yếu tố thuần Việt, Hỏa là yếu tố Hán Việt, như vậy tàu hỏa chúng ta không gọi là yếu tố, không gọi là từ ghép Hán Việt. Từ ghép Hán Việt chỉ được tạo thành bởi hai yếu tố cùng là Hán Việt hết nha các em. Có hai loại từ ghép Hán Việt, từ ghép Hán Việt đẳng lập, cấu tạo của nó cũng giống như từ ghép đẳng lập thuần Việt vậy các em. Ví dụ như phụ mẫu nè, sơn hà, viên mãn, hoàn thành, phụ mẫu. À, hai tiếng gần nghĩa. Sơn hà hai yếu tố gần nghĩa, viên mãn hai yếu tố gần nghĩa, hoàn thành hai yếu tố gần nghĩa. Từ ghép Hán Việt chính phụ, ví dụ thiên thư, thủ môn, ác thần, tận trung. Lưu ý cho thầy, cấu trúc của từ ghép Hán Việt chính phụ nó có điểm khác so với từ ghép Hán Việt. Từ ghép chính phụ thuần Việt Tại vì từ ghép, từ ghép chính phụ thuần Việt á, thì tiếng chính luôn luôn đứng trước Nhưng trong từ ghép hán Việt chính phụ thì tiếng chính có khi đứng trước, có khi đứng sau Ví dụ như thiên, thư, à, thì yếu tố thư là chính lại đứng sau Thủ môn, yếu tố thủ là chính đứng trước Các bạn thấy Yếu tố tiếng Việt thứ năm quan hệ từ là những từ dùng để nói từ với từ với câu với với câu câu với câu, đoạn với đoạn. Một số quan hệ từ thường gặp của, như, để, nhưng, vân vân Một số cặp quan hệ từ thường gặp điều kiện giả thiết kết quả thì có cặp nếu thì. Quan hệ nhân quả thì có cặp vì nên. Quan hệ tương phản thì có cặp. Chúng ta đi qua yếu tố tiếng Việt thứ sáu từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống nhau. Từ đồng nghĩa chia làm hai loại, từ đồng nghĩa hoàn toàn từ đồng nghĩa hoàn toàn, nghĩa của chúng giống như hệt nhau. Ví dụ heo với lợn nghĩa giống hệt nhau, bắp với ngô nghĩa giống hệt nhau, ờ, mẹ với u bầm nghĩa giống hệt nhau, ô với dù nghĩa giống hệt nhau. Loại thứ hai là từ đồng nghĩa không hoàn toàn. Từ đồng nghĩa không hoàn toàn là từ là những từ mà nghĩa của nó nó chỉ khác nhau về sắc thái nghĩa thôi. Ví dụ hy sinh, chết. Hy sinh, chết đều là chết nhưng mà hy sinh cái chết cao cả hơn phụ nữ và đàn bà phụ nữ và đàn bà là đồng nghĩa nhưng phụ nữ nó trang trọng hơn đàn bà dạy bảo và giáo hướng giáo huấn trang trọng hơn mẹ và thân mẫu thân mẫu trang trọng hơn thứ bảy là từ trái nghĩa từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau ví dụ như sống và chết trái ngược nhau sáng và tối trái ngược nhau Yếu tố thứ 8 từ đồng âm. Từ đồng âm là những từ mà âm thanh của chúng giống nhau hoàn toàn nhưng mà nghĩa nó khá xa nhau không liên quan gì với nhau. Ví dụ như đá trong đá bóng đồng âm với đá trong nước đá. À, phân biệt từ chúng ta cần phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa. Ví dụ như từ mũi có các nghĩa sau. Mũi là phần phía trước nhọn nhô ra từ một vật, ví dụ mũi ra mũi dao. À, mũi là phần phía trước À, đi đầu. Ví dụ như mũi tiến công, các bạn thấy không? À, từ mũi nó có điểm chung phần phía trước, à, nên ta gọi từ mũi là từ nhiều nghĩa chứ không phải từ đồng âm. Thành ngữ. Các bạn lưu ý, thành ngữ là một cụm cụm từ có cấu tạo cố định diễn đạt một ý nghĩa hoàn chỉnh. À, thì nói như vậy có nghĩa là thành ngữ nó chưa thành một câu mà nó chỉ là một cụm từ mà thôi, nó nhỏ hơn câu và chúng ta dùng đặc điểm này để phân biệt hành ngữ và tục ngữ ví dụ ăn cháo đá bát là một cụm động từ đẹp như tiên là một cụm tính từ nhìn gà hóa cuốc là một cụm động từ nên ta gọi à, đây là hành ngữ còn ví dụ lá lành đùm lá rách lá lành là chủ ngữ đùm lá rách là vị ngữ à, như vậy đây là một câu hoàn chỉnh thì lá lành đùm lá rách là tục ngữ là lặp đi lặp lại nhiều lần một từ ngữ một cụm từ một câu văn hoặc một đoạn văn nhằm mục đích nhấn mạnh ý ví dụ tôi yêu sông xanh núi tím yêu cánh đồng mùa mù mù khối rạ yêu cả người dân quê chất phát kiên cường các bạn thấy từ yêu được lặp lại ba lần à, đây là điệp ngữ dùng để nhấn mạnh tình yêu dành cho quê hương đất nước mình các bạn lưu ý ha à, phân biệt các bạn cần phải đổi lập từ À, điệp ngữ là người ta nhấn lặp đi lặp lại nhằm mục đích nhấn mạnh một ý nghĩa nào đó còn lỗi lập từ là uh, chúng ta bị lặp à, chúng ta làm một cách đơn giản là nếu chúng ta bỏ đi những cái phần bị lặp đi mà chúng ta thấy nó câu văn á đoạn văn của chúng ta nó dở đi thì đó là điệp ngữ đó mà chúng ta bỏ đi phần bị lặp mà câu văn đoạn văn của chúng ta trở nên hay hơn thì đó là lỗi lập từ có ba dạng điệp ngữ các bạn cần nhớ tên của các dạng điệp ngữ này một là điệp ngữ nói tiếp à, có nghĩa là các điệp ngữ nó nằm sát nhau giữa chúng là những dấu phẩy loại thứ hai là điệp ngữ chuyển tiếp hay còn gọi là điệp ngữ vòng Nà, các điệp ngữ này cũng nằm khác nhau à, cũng nằm kế nhau nhưng mà giữa chúng lại là dấu chấm các bạn còn nếu là thơ thì một điệp ngữ sẽ nằm ở cuối câu trước và một điệp ngữ nằm ở đầu câu sau loại thứ ba là điệp ngữ cách quản thì điệp ngữ cách quản là nó nằm cách xa nhau giữa các điệp ngữ là các từ ngữ khá chen vào. Còn về phần tập làm văn các bạn, chúng ta sẽ viết bài văn biểu cảm về một bài thơ. Thì các bạn ôn cho thầy ba đề. Biểu cảm về bài thơ Cảnh Khuya của Hồ Chí Minh. Biểu cảm về bài thơ Rằm Tháng Giêng của Hồ Chí Minh. Đề thứ ba biểu cảm về tình bà cháu trong ba khổ thơ 3, 4, 5 trong bài thơ Tiếng Gà Trưa của nhà thơ Xuân Quỳnh. Lưu ý, Đề thi lần này không cho chúng ta chọn một trong hai đề mà chỉ ra một đề cụ thể mà thôi, nên các em tránh cái lối học tủ, học vẹt và mà phải ôn cả ba đề. Chúc các em có một kỳ thi thật tốt đẹp. Chào các em.